năm câu chuyện cuộc đời nghe xong ngân ngấn lệ nhưng cũng học được rất nhiều điều mọi thứ tròn đầy khi có sự vung đắp của hai vợ chồng khi có trong tay thì nên trân trọng và gìn giữ những thứ bên mình đến khi phục khỏi tay thì chỉ còn động lại là nỗi ân hận dây dứt hôn nguôi ai rồi cũng phải đi đó là điều không thể tránh vậy đấy trưởng thành tức là vài lần muốn ngã xuống nhưng vẫn gắn gượng để rồi đêm đến khi một mình trong căn phòng tĩnh mịch lại cuộn tròn trong chăn mà bật khóc thao thức không ngủ sáng ra lại mặc áo phào đe ba lô tiếp tục cuộc sống của mình ngày hôm nay vân anh xin được gửi tới quý vị và các bạn năm câu chuyện cuộc đời ngắn nghe xong vừa vui lại vừa buồn có khi buồn cho đôi trẻ tan vỡ nhưng lại vui vì được tái hiện tuổi thơ câu chuyện thứ nhất hạnh phúc vỡ tan. Anh và chị lấy nhau tròn 3 năm. 3 năm là khoảng thời gian chẳng phải dài đối với đôi vợ chồng mới cưới. Cuộc hôn nhân diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả bạn bè, gia đình, người thân. Chị bảo với tôi, chị rất hạnh phúc khi được làm vợ anh. Quá thật, anh là người chồng lý tưởng, không hay nhậu nhẹt, lại ân cần chăm sóc vợ chu đáo. Cuối tuần, anh còn dành cả thời gian bên chị và hay chở chị đi chơi như đôi tình nhân mới yêu. Mỗi lần sang nhà chơi, chị lại tiếu tích kể về cuộc sống hôn nhân của chị cho tôi nghe. Cứ nhắc đến anh thì mất chị long lanh hạnh phúc, tôi cũng thầm vui lây cho chị. Năm ấy, chị có tin vui, một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong bụng chị. Anh và chị vui lắm, tôi hay qua nhà thăm chị nhiều hơn. Lắm lúc thấy anh vào bếp nấu cho chị những bữa cơm nóng hổi. Chị cười bảo, từ ngày chị có thai, anh xã hay tranh thủ về sớm, trình vào bếp nấu cơm với chị đấy. Tôi biết rằng giây phút ấy, chị hạnh phúc vô cùng. Trên đời này, điều khiến cho người phụ nữ hạnh phúc là chọn đúng người đàn ông của đời mình giữa trăm ngàn hạnh phúc ngoài kia. Ngày chị sinh, anh thông báo qua điện thoại cho tôi. Chị Hà sinh được một bé trai kháo khỉnh. Tôi mừng cho chị. Điều thiêng liêng hạnh phúc của người phụ nữ là được làm mẹ là mẹ dường như mọi thứ đến với chị đã thật sự trọn vẹn. Từ ngày cô bi ra đời, các khoản chi tiêu dành cho con ngày một tăng lên. Chị nói với tôi, anh thường đi sớm về khuya, cốt để có thêm khoản tiền làm thêm cho con cái được chăm sóc đầy đủ hơn. Trong những lúc anh đi làm về khuya, tôi thường qua với chị để chị đỡ cô đơn trong những ngày ở cử Chị vẫn kể về anh, về cô bi cho tôi nghe. Ngay lúc ấy tôi cảm nhận hạnh phúc đã kế qua và ở bên chị đến vĩnh hằng. Thế nhưng, cái mong manh nhất không phải là mạng sống của một đời người, mà cái mong manh nhất là lòng tin bị bội phản, sự chung thủy bị đánh cắp và đến cuối cùng hạnh phúc sẽ vỡ tan. Hạnh phúc giống như nắm cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt càng trôi đi mất. Lần đầu tiên, tôi thấy chị khóc và bản thân tôi cũng hiểu vì sao chị khóc? Trên đời này, người phụ nữ đừng bao giờ tin tuyệt đối vào người đàn ông. Sự tham lam của họ là cùng cực, không giới hạn. Chị càng khóc tôi càng giận. Tại sao chị phải khóc? Yếu đuối trước người đàn ông không đáng để mình rơi nước mắt. Chị biết lâu chưa? Cũng gần hai tháng rồi. Chị đã nói chuyện thẳng thắn với ổng chưa? Chị, chị không muốn anh ấy biết em mà. Anh ấy vẫn tốt với chị và con, Chị muốn giữ lại chút hạnh phúc đỏ nhoi cho cô Bi em à. Tôi càng giận hơn. Chị ngốc lắm. Chị để yên cho thằng đàn ông cắm sừng mình. Mặc nhiên để ổng qua lại với cô nhân tình ấy sao? Chị là vợ ổng, chị có quyền chứ. Sao chị chọn cách im lặng? Em đừng có nói nữa. Có những thứ chúng ta phải học cách chấp nhận em à. Em không hiểu chị nghĩ cái gì nữa. Chị chỉ cười buồn. Tôi thấy mất chị đỏ lên chỉ có thể bỏ anh ấy một mình nuôi con nhưng đó là sự ích kỷ nếu chị làm như vậy một gia đình hạnh phúc trọn vẹn khi có đủ cả ba và mẹ và cô bi cần có ba một đứa trẻ thấy ba mẹ thường xuyên cãi nhau chúng sẽ ưa bạo lực nhìn thấy gia đình không hạnh phúc sẽ ám ảnh chúng mãi sau này chị không muốn con mình trở nên như thế tôi bật khóc chị hy sinh nhiều quá chị chấp nhận thời gian sẽ đôi chấp nhận san sẻ tình yêu của mình chỉ vì con trai chị. Đàn bà họ không đủ sức lực để xây nên căn nhà hoàn chỉnh, nhưng lại là người chống cho nó không sập xuống. Tôi vừa thương, vừa thấy chị ngốc quá, cô đáng không chứ. Sau đó tôi chuyển chỗ làm việc để tiện cho việc đi lại, tôi thuê phòng trọ mới gần chỗ làm. Tôi ít gặp chị hơn, tôi vẫn biết anh vẫn còn qua lại với người đàn bà ấy bởi những lá thư tay chị viết gửi cho tôi bao giờ cũng có đôi chỗ nhòe đi vì nước mắt. Rồi một tháng, hai tháng, ba tháng, tôi không nhận được thư của chị. Tôi lo cho chị lắm. Thì bất ngờ chị gọi cho tôi. Anh ấy quay lại với chị rồi em ơi. Và cứ thế, chị kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện đã xảy ra, mãi cho đến gần 2 giờ sáng mới kết thúc cuộc trò chuyện giữa tôi và chị. Tôi thật tâm vui mừng cho chị nhưng trớ triều thay, hạnh phúc quay về lại một lần nữa tuột mất khỏi tay chị. Số phận rất biết trêu ngươi, và mỗi người chỉ là món đồ chơi của Thượng Đế. Chán rồi thì Thượng Đế quăng đi như món đồ bỏ đi. Và chính Thượng Đế đã tàn nhẫn quăng đi chị. Ngày hôm ấy tôi hay tin chị bị tai nạn giao thông. Chị đi chợ mua đồ về để nấu bữa cơm chiều cho anh sau những ngày anh toàn tâm quay về bên mái ấm gia đình tôi vội bắt xe về ngay trong đêm tối để thắt lòng đau đớn khi thấy khung cảnh trước mắt chị nằm im đó máu mẹ ướt đẫm tôi ngó sang một góc cuối chiếc giường chị nằm cô bi cứ lai lai tai ba nó ba ơi sao mẹ cứ nằm im hoài với ba sao mẹ không tỉnh dậy chở cô bi đi ăn kem anh nhìn thằng bé bằng đôi mắt vô hồn nhưng đầy nước mắt cứ chăng đó là những giọt nước mắt hối hận nhận ra lỗi lầm của bản thân. Chỉ vì một phút lạc thuốc quanh mà trả bằng cả mạng sống của chị. Cô đáng không chứ? Mọi thứ đã quá muộn màng. Ruby sẽ sống ra sao trong những ngày tháng không có mẹ bên cạnh. Cuối cùng, con đường tìm kiếm hạnh phúc chưa bao giờ là dễ dàng. Mọi thứ tròn đầy khi có sự phung đắp của hai vợ chồng. Khi có trong tay thì nên trân trọng và gìn giữ những thứ bên mình. Đến khi vụt khỏi tay thì chỉ còn động lại là nỗi ân hận dây dứt không nguôi. Câu chuyện thứ hai, để không phải hối tiếc. Thời gian trôi thật nhanh, chớp mất một cái đã tới 9 tháng rồi. Năm 2018 cứ như vậy trôi qua đã hơn nửa năm. Đối diện với thời gian trôi nhanh như vậy, đột nhiên là lo sợ. Rõ ràng giống như vừa mới về nhà ăn Tết, cùng gia đình đoàn tụ vậy mà đã qua mấy tháng rồi không gặp họ đã mấy tháng rồi xa nhà có vài việc vừa như mới trải qua nhưng đã là rất lâu rồi lúc nhỏ luôn cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm buổi sáng vội vàng thức dậy cùng bố đến trường học trưa về không chịu ngủ trốn bà rong ruổi trên những cánh đồng cùng bạn bè trong xóm nhỏ hết đuổi bắt chim lại lần mò tìm tổ trứng chán rồi lại chặt cây dựng liều rồi cùng đánh trận giả lò cò ô ăn quang tối về nhà lại ngoan ngoãn đứng yên để bà tắm cho tôi nhớ lúc đó giống như bà đang tắm cho một chú mèo vì vội vàng đuổi bắt chút chuột thơm nào đó mà lỡ đà xa vào vũng sình lớn lên chút nữa tôi không còn rong chơi nhiều mà chăm chỉ học tập bà cũng không còn canh cho tôi ngủ mỗi buổi trưa sợ tôi lại trốn đi dưới trời nắng nữa mà giờ này chắc tôi cũng đang ngồi trong lớp nghe thầy cô giảng bài rồi lại lớn thêm chút nữa bà nói nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi lúc này chỉ cần học vậy đấy qua bao lần lớn lên rồi lại lớn lên thêm chút nhưng tôi vẫn hay than vãn với bà rằng bao giờ con mới trở thành người lớn hả bà bao giờ con mới được đi làm bao giờ con mới có thể tự mua món đồ con thích bằng tiền do con làm ra khi nào con nhận được tháng lương đầu tiên, con sẽ mua cho bà thật nhiều đồ nhé. Tôi nhớ rất rõ đi mình chờ đợi lúc đó, có lẽ là trưởng thành và tự lập. Bởi vì chờ đợi nên tôi thấy thời gian trôi qua chậm rãi hơn tôi tưởng. Nhưng mãi rồi cũng đến ngày tôi 18 tuổi, là ngày tôi đã háo hức đợi chờ. Giống như một chú chim non ở mãi trong chiếc tổ ấm áp, được che chở nắng mưa dưới đôi cánh dịu dàng của chim mẹ, nàng đã lớn và nó muốn thử tự mình bay đi khám phá bầu trời rộng lớn và tự do ở phía trước. Tôi cũng đã chọn cho mình một thành phố để đến, một ngành để học và có lẽ là một nghề để tôi tự lập sau này. Bố giúp tôi chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi. Năm ấy, bà cũng đã già và không còn khỏe như trước. Mọi sinh hoạt đi lại bà không thể tự làm được mà đều phải nhờ bố và tôi giúp nhưng bà vẫn vui vẻ lắm, cười nói cùng tôi cả ngày luôn. Cho đến lúc tôi phải rời đi, tôi đến bên để nói chào bà. Con đi học xa một thời gian nha nội, Tết con về. Bao lâu nữa thì đến Tết? Bà tôi hỏi, còn vài tháng nữa thôi bà. Bà ngập ngừng, đôi mắt nhìn năm chia về một hướng, suy nghĩ một lúc bà nói, lâu quá ha, bà nói ngắn gọn như thế nhưng tôi nghe như âm thanh nhỏ tí và rõ buồn của bà ánh mắt bà cũng chùng xuống bà khẽ quay người vào trong vậy con đi nha nội bà vẫn quay người vào trong như cố né điều gì đó về sớm nha con tôi cùng bố và vài người họ hàng nữa ra phía trước đợi xe nếu bây giờ hỏi tôi tâm trạng lúc đó của tôi như thế nào tôi thật sự không nhớ rõ có thể tôi vui cũng có thể có chút buồn cũng có thể là cả hai tôi lên xe và rời đi đây có lẽ là chuyến xe có hành trình dài nhất từ khi tôi sinh ra cho đến giờ là chuyến xe tôi đã háo hức chờ đợi từ nhiều năm chuyến xe bắt đầu hành trình được gọi là trưởng thành đến nơi tôi gọi về nói chuyện với bố một lúc bố chuyện máy cho tôi nói chuyện với nội nội hỏi bao giờ con về sắp rồi nội, nhanh lắm. Tôi nói chỉ để an ủi bà. Mấy ngày nữa con. Bà lại hỏi tiếp như thế. Tôi lo rằng nội sẽ buồn nhiều hơn nên trả lời. Khoảng 2-3 ngày nữa đó nội. Vậy hả con? Dạ, vậy thôi con cúp máy nha nội. Tôi phổi gác máy vì sợ nội biết tôi đang nói dối. Vì tôi sẽ chưa thể về sớm được. Đúng 3 ngày sau tôi về thật Bố nói tôi phải về. Bố nói là bà tôi không được khỏe. Nhưng tôi về đến nhà, bà tôi đã đi rồi. Chuyện này xảy ra nhanh đến mức tôi không thể nào hiểu nổi. Tôi vừa nói chuyện với nội đấy thôi. Nội còn hỏi tôi khi nào về. Nội vẫn cũng khỏe lắm mà. Nội đâu có nói đau ở đâu đâu. Và hôm ấy tôi không còn bà nữa. Hôm ấy bà lặng lẽ ra đi mà không nói trước một lời nào trên chuyến xe đường dài ba ngày trước tôi vội vã ra đi cảm xúc của tôi là mớ cảm xúc hỗn độn thế nào tôi không thể nào phân biệt nổi có thể tôi có điều đang chờ đợi phía trước nhưng trên chuyến xe đường dài gấp gáp của tôi ba ngày sau đó tôi như một hòn đá nhỏ bất động không có cảm xúc gì ngoài việc cố gắng né những giọt nước mắt vào trong vì xung quanh tôi trên chuyến xe ấy toàn những người xa lạ và có lẽ tôi có điều đang không dám đối mặt ở nơi tôi quay về. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố tôi khóc. 18 năm sống cùng với bố, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nghe tiếng nấc của bố. Điều đó làm tôi như tê liệt hết cả người. Tôi không khóc, tôi không biết tại sao tôi không hề rơi một giọt nước mắt. Chỉ thấy toàn thân tôi như vỡ vụn, nó không còn lành lặng Trước đó tôi nghe mình giống như một tấm lưới đang bị đứt từng mảnh từng mảnh. Làm sao tôi có thể chống đỡ nổi khi tôi một mình ở thế giới này? Tôi phải làm sao nếu ngày ấy khi tôi 7 tuổi, bữa cơm tối dưới mái nhà lập tranh là những tiếng cãi vã xô xát của bố và mẹ. Một đứa trẻ 7 tuổi như tôi đã học cách không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì để tiếp tục ăn hết phần cơm trong chén đang dở dang nếu như không có bà. Nếu như bà không đến kịp thời, đứng vào giữa căn ngăn, thì những tiếng đổ vỡ sẽ thay bằng bữa cơm nghẹn đắng của tôi ngày hôm đó. Đi rồi sau đó, tôi lại thấy bà đến bên ba tôi khuyên nhủ, rồi lại đến bên mẹ tôi an ủi mấy lời. Năm 16 tuổi, tôi cũng biết thích một người, tôi cũng biết giận hờ một người. Năm đó tôi nhớ vì một người bạn tôi thích, cũng thích tôi nhưng rồi tôi vô tình biết bạn ấy cũng nói thích bạn khác nữa. Vì thế mà tôi tức giận đập vỡ món quà bạn ấy tặng. Bà hình như nghe được tiếng vỡ, đã đến bên tôi. Bà không hỏi tôi chuyện gì, bà chỉ nhìn tôi và nói Không ai thương con thì nội thương con. Năm đó, đứa trẻ 16 tuổi như tôi cũng đã biết Đối với tôi, ai là người quan trọng nhất, ai là người thương tôi nhất và tôi cần ai nhất trong đời. Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến việc một ngày sẽ phải rời xa bà. Càng không hề biết việc chia ra một người sẽ là loại cảm giác trong phần xót xa như thế này. Trước đây tôi từng cho tư rằng tôi sẽ có thời gian để kịp làm mọi chuyện. Chỉ là tôi muốn một mình đối mặt với khó khăn phía trước để không còn là một đứa trẻ để nhanh một chút có thể trở thành niềm kiêu hãnh của bà và bố Thế nhưng khi tiến về phía trước, bản thân lại quên mất những điều quan trọng khác mà mình bỏ lỡ. Những điều gần gũi ẩn khuất, nếu không để ý một chút sẽ trở thành việc không thể cứu vãn nổi. Bạn từng hỏi, tại sao mỗi lần tôi ở thành phố về quê đều ở mãi trong nhà không ra ngoài đi chơi cùng bạn học năm xưa? Nhưng bạn không biết rằng bố đã sống một mình như thế suốt cả năm trời, không có tôi. Và mỗi năm tôi chỉ có thể ở bên bố vài ngày. Bạn từng hỏi, nhà tôi làm việc gì mà nhiều thế? Vì mỗi lần gọi điện rủ tôi ra ngoài chơi, tôi đều bận. Nhưng bạn không biết rằng, bố tôi đã một mình như thế suy sợ hết mọi chuyện trong nhà. Nếu có ở nhà, dù là kê lại bàn ghế, phụ bố dọn dẹp chỗ này chỗ kia một chút, hay là chạy đi lấy cái ly cái chén, rửa cái bình, pha ấm nước khi có khách đến nhà. Tôi chỉ muốn mỗi khi bố gọi, tôi đều có thể có mặt và giúp bố. Bạn từng hỏi, chỉ vài giờ đồng hồ thôi, tôi cũng không được ra ngoài đi chơi khi tôi đã hai mươi tuổi rồi sao? Nhưng bạn không biết được rằng khi tôi hai mươi tuổi, bố tôi đã sáu mươi hai tuổi rồi. Tôi đã từng ganh tị khi bạn cũng bằng tuổi tôi, bố mẹ bạn khoảng bốn mươi mấy, năm mươi tuổi, còn bố tôi không còn khỏe nhiều nữa mái tóc bố đã ngã bạc nhiều rồi. Tôi nhìn về phía trước, bản thân mình chẳng còn bao nhiêu thời gian, nhưng có thể bạn vẫn còn nhiều thời gian hơn tôi. Đó là điều duy nhất tôi thấy ganh tị với bạn. Bạn từng hỏi, sao đến bây giờ vẫn cứ một mình chăm chỉ học tập, chăm chỉ làm việc, không có lấy một tí thời gian cho bản thân, thử gặp gỡ hẹn hò với vài người. Nhưng bạn không biết, giờ tôi chỉ còn có bố và bố chỉ còn có tôi tôi sợ mình sẽ không kịp tôi sợ sẽ bất ngờ không còn bên cạnh người đàn ông luôn đến đón tôi ở trường học dù trời mưa to hay nắng gắt người đàn ông vì biết tôi thích ăn mì tôm nhưng sợ nóng nên đã tìm mua loại mì thật tốt và lúc nào cũng tự tay nấu cho tôi ăn bát mì ấy không bao giờ thiếu trứng gà đi kèm dẫu cho năm ấy tôi đã 20 tuổi rồi người đàn ông không bao giờ tiết kiệm khi mua bất kỳ thứ gì cho bà nội và tôi nhưng mua đồ gì cho ông ấy ông ấy lại rất tiết kiệm tôi lo sợ vô cùng lo sợ bố lại đột ngột rời bỏ tôi đi như bà tôi trước đây vậy bố từng nói với tôi rằng trong cuộc sống này con đừng bất ngờ về điều gì hết việc của con là phải chuẩn bị trước phương án cho những tình huống có thể xảy ra như việc con đi đến cửa hàng bán thuốc tây để mua thuốc. Trên đường đi, con đã phải nghĩ đến việc ngộ nhỡ tiệm thuốc đóng cửa thì con sẽ phải làm gì tiếp theo. Chứ không phải đến lúc đó mất hoảng hốt, lo lắng tìm cách xoay sở. Nếu con phải nghe lời chia tay từ một người con rất yêu, con phải nghe nó dưới tâm thế con đã biết rằng chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ trải qua, chứ không phải là khóc lóc và giận hờn bố cũng từng nói với tôi và một đêm bỗng nhiên tôi nhớ bà và bật khóc rất lâu rằng ai rồi cũng phải đi đó là điều không thể tránh vậy đấy trưởng thành tức là vài lần muốn ngã xuống nhưng vẫn gắn gượng để rồi đêm đến khi một mình trong căn phòng tĩnh mịch lại cuộn tròn trong chăn mà bật khóc thao thức không ngủ sáng ra lại mặc áo quần vào đeo ba lô tiếp tục cuộc sống của mình Bây giờ tôi không hề mong trưởng thành, càng lo lắng bố sẽ già đi. Tôi muốn thời gian trôi chậm lại để tôi có thể ở bên khi bố ngày một già. Tôi mong thời gian trôi chậm một chút để tôi trở nên tốt hơn. Tôi vẫn chưa chuẩn bị để một mình đối diện với thế giới này. Tôi vẫn chưa đủ giỏi để giúp bố sống tốt hơn. Nhưng nếp nhăn trên gương mặt bố càng lúc càng nhiều, hình như tuổi càng lớn thời gian trôi càng nhanh, trong lòng càng lo sợ và bất an. Thời gian không bao giờ quay lại, để những điều trải qua trở thành hồi ức đẹp đẽ chứ không phải là những điều khiến ta phải nuối tiếc. Bản thân nỗ lực không ngừng để nhanh chóng có thể cho bố một cuộc sống an nhàn không phải lo nghĩ. Nỗ lực để cùng bố sống cùng một chỗ, chứ không phải là nỗi nhớ của những người phải sống xa nhau. Và không phải nỗi lo lắng vì không tự bản thân mình nhìn thấy, nghe được những lời nói, nụ cười từ người thân của mình. Câu chuyện thứ ba Không dám mở lòng vô ơi, sang gì cho mớ mộng tơi về mần ngọt canh nè con. Tiếng bà tư đứng bên phía bức tường rào gọi nó. Vẫn là sự nhanh nhẹn đã nằm trong bản tính của nó. Nó vội đáp Con sang đây ngay dì tư. Chất giọng lanh lạnh của đứa trẻ mới lớn đang hiếu hóa dọn mấy bắp ngô phơi ngoài sân gạch đã rêu màu cũ kỹ nghe mà chua xót. Đó là cái du. Mẹ nó bỏ đi từ ngày nó còn nhỏ, lớn lên bởi một tay chăm sóc của ba nó. dáng vẻ khắc khổ từ gương mặt nó toát lên một cái gì đó như sự sắp đặt của số phận. Bởi thế, nhìn nó, dù là đứa trẻ 13 tuổi, nhưng đã sớm tỏ ra là đứa sành sỏi mọi việc như một lao động chính trong nhà sao ba nó. Sáng nào cũng vậy, người ta đã nhìn thấy bóng dáng của cô bé lúc nào cũng tức tuổi, một tay bưng thao cám cho vịt, một tay lại xua xua cái chổi đã sơ sát những sợi cọ đang dệt chẳng bền chắc. Cho đám vịt ăn xong đâu đấy, nó lại tiếp tục hành trình lù đằng vịt ra đồng. Ông mãi lo chuyện đồng án, nhà có mấy xào ruộng là một tay ông làm hết mỗi năm thóc cũng đủ cho hai miệng ăn sáng ngô ông cũng cố trồng để lấy nguyên liệu chăn nuôi này nọ còn nó chuyện gia đình từ bếp nút hay là mấy việc vặt đều do một tay tần tảo vì sớm thích nghi với hoàn cảnh nó thấu hiểu phần nào sự vất vả của ba nó ông trời sinh ra quy luật bù trừ là như thế bởi nghĩ rằng nếu chẳng làm được những việc đó ba nó sẽ lại thêm gánh nặng nhà đã neo nhau lại thêm cơ cực hơn hôm nay lo thả lũ vịt ra đồng nó lại quay về sắp sửa đi học dù nghèo dù đói ba nó vẫn cho nó được đi học đầy đủ nghĩ ra nó chẳng phải tuổi thân với bạn bè mà ba nó cũng không phải mang cái tiếng không lo được cho con cho cái mình nó học giỏi lắm bạn thánh nó hiền lành ngoan ngoãn nên thầy thương bạn mến với cái quỹ học bổng tài trợ này nọ trên trường nó không để sức phần cho ai cả cái tên nó vinh danh mỗi buổi sáng chào cờ đầu tuần đã trở nên quen thuộc rồi cả những cuộc họp phụ huynh cái tên trần thị du luôn được cô nhắc đến là một tấm gương sáng trong học tập và thi đua vì danh hiệu học sinh nghèo vượt khó thế nhưng nó chẳng những nghèo nó còn thiếu thốn tình cảm của người mẹ nữa chẳng thể kìm lòng khi nhắc về câu chuyện của 13 năm về trước. Mẹ nó bỏ ra nước ngoài từ ngày nó mới 3 tuổi. Ngày đó, ba nó đồng ý cho mẹ nó đi vì sang bên đó xuất khẩu lao động. Lương cao mà đồng tiền lại có giá trị. Vì miếng cơm manh áo đành phải chấp nhận cảnh xa cách tình cảm vợ chồng mẹ con. Mẹ bay có gửi tiền về không du? vẫn như thế thi thoảng nó lại tuổi thân cúi đầu trước những câu hỏi vốn không bao giờ có câu trả lời thật hạnh phúc nó ngậm ngùi mà vẫn cố tỏ ra tươi tỉnh cái đó là gửi ba con sao con biết được thím người ta hỏi là hỏi như thế chứ xung quanh hàng xóm cũng buông lời đồn đại là mẹ nó lấy chồng bên nước ngoài rồi những lời xì xào vẫn theo nó lớn lên qua từng ngày như thế Ôi, mẹ nó bỏ ba con nó rồi, tham phú phụ tình, vợ bên đó sung sướng thế ai còn muốn quay về cái đất này nữa, có khi lấy ông tay nào rồi cũng nên. Kể cũng phải, họ nói như vậy chẳng có gì sai, cho lời nói đó khiến cho cha con nó chẳng mấy vui vẻ gì. Ông Bãi vốn đã chấp nhận sự thật là vợ mình sẽ không quay trở về, ông nghèo thì vợ con ông chẳng được nhờ nhưng mà ai muốn như vậy? đời người biết như thế nào mới gọi là đầy đủ? đôi khi cái ngưỡng cửa của hạnh phúc chỉ cần là cùng nhau chung sức xây dựng nên hai tiếng gia đình giản dị mà ý nghĩa. nghèo đói không thực sự đáng sợ bằng sự khiếm khuyết tình thương của đứa trẻ mới lên ba như du. nhưng dù cho ông chẳng bằng lòng, thì mẹ nó vẫn đơn phương đọc mã mà quay lưng đi với danh nghĩa kiếm tiền về cho gia đình nhiều chút nó ngây ngô mà hỏi má con đi lâu như vậy mà chưa về hả ba má mày lo đi làm kiếm tiền cho mẹ ăn học ánh mắt xa xăm của ông và tiếng thở dài sau mỗi lời nói dường như là một sự bất lực đó cũng là sự dối lòng đớn đau gắn mát cho lời an ủi của đứa con còn trẻ dại lớn dần dù chẳng còn hỏi han hay nhắc nhở gì về má nó nữa bởi trong tiềm thức của nó như tự xuất hiện một sự thật ngang trái mà dù những người hàng xóm kia chẳng đồn thổi nó cũng tự ý niệm được mẹ nó đã bỏ hai cha con nó rồi chẳng một ai khi trân trọng hạnh phúc mà không tự tìm về gia đình nhỏ của mình cả tiền bạc nhưng nó lại được đặt trên cán cân đông điếm của thời gian nữa đã 10 năm như vậy là quá đủ để nó ý thức được Ba nó buồn lòng bao nhiêu, Nó càng thương ba nó bấy nhiêu. Nhiều khi hàng xóm người ta triêu Anh Bảy sao không kiếm lấy cô nào về đỡ đần cơm nước cho cái du nó bớt khổ. Trong thâm tâm của nó, hơn ai hết, nó cũng muốn bà nó có một người bạn nào đó để tâm sự lúc về già lắm chứ. Nhưng nó chẳng dám góp ý vì sợ bà nó ái ngại. Có lẽ đến cái tuổi tứ tuần này rồi, người ta cũng chẳng hay mặn mà mà hay quan tâm đến mấy cái chuyện cảm tính đó. Ông bảy vốn hiền lành, chịu khó, ai cũng thương cũng mến. Vậy nên chuyện cô hiền có tình cảm với ba nó chẳng có gì lạ, ở cái xóm sáu này ai cũng biết cả. Người thì tán dương ủng hộ, người thì dè biểu. Nhưng cho dù là thế nào thì ngoài mặt lại như vậy, nhưng đâu biết trong lòng họ nghĩ gì. Cũng có người chép miệng. Ôi dạo, cái tuổi này trẻ trung gì nữa đâu, Cô quý mến nhau thì về ở với nhau để đỡ đợn lúc về già. Chị Hiền nay cũng đã ngoài 40 tuổi. Hoàn cảnh đặc biệt, chị sống một mình. Cứ độ vụ mùa đến, chị lại một tay chung sức phụ ba nó thu hoạch. Sống nhận ra cách đối xử đặc biệt của chị. Có lần, ông Bảy nói Cha con tôi phiền cô nhiều quá. Việc chẳng có gì đâu. Cô không phải đỡ đợn gì cả hàng xóm người ta xì xào cũng chẳng hay. Cô có ý với bà nó, chẳng một ai không nhận ra. Còn ba nó thì luôn giữ cái trầm ngâm khó đoán của một người đàn ông luôn trăn trở một nỗi niềm và hạnh phúc. Có phải là do mình nghèo nên không giữ được chân bãi? Phải không? Hay là do mẹ cái du là người thai lòng? Nói một cách thành thật, mẹ đó là người hám tiền bạc vật chất mà bạc bẽo với cha con nó chẳng phải ư trong cơn mộng mị bà nó lại thốt lên những suy nghĩ như thế cả một nỗi lòng trăn trở về tuổi thơ lớn lên của du chưa bao giờ thôi dằn vặt trong suy nghĩ của người đàn ông ấy nó không có mẹ không được chiều chuộng không có một tuổi thơ trọn vẹn như bao đứa trẻ cái độ tuổi mà hoàn cảnh bắt nó phải tự trưởng thành sớm hơn trong mọi việc bởi vậy ông bảy thương nó bằng tình thương của cả người cha và người mẹ. Tối đó, bà nó đổ bệnh, huyết áp thấp khiến bà nó thường xuyên rơi vào tình trạng ngất đi bất chợt. Trong lúc hoảng loạn, nó vội gọi với sang nhà người đàn bà bên cạnh. Cô Hiền ơi, bà con lại phát bệnh. Cô, cô sang ngay đây. Chị lắp bóp mấy câu trong miệng mà run rẩy, chị sợ bà nó là có chuyện nồi cơm trên bếp đang bất dở chị bỏ luôn đó mà tất tả chạy sang như tâm thế một người đang lao vào đám cháy liên tục vỗ vào người ba nó chị lấy lại bình tĩnh nhét viên thuốc vào miệng ba nó mà đôi mắt ngầu đỏ lo sợ những bất trắc Bà, bà cái dù tỉnh lại đi trong giây phút bà con người ta chỉ có thể sống bằng thứ cảm xúc duy nhất đã kìm nén chất chứa từ bao lâu nay người đàn bà đã bộc phát giá như tôi được dọn qua đây chăm sóc cho hai cha con thì đâu đến nổi cái du nó còn nhỏ những lúc nó đi học thì ông tính làm sao mà xử trí đây nỗi nghẹn ngào hai chung giọng nước mắt người đàn bà quay sang nhìn du với vẻ mặt ái ngại nhưng nó biết ba nó chẳng dám nghĩ tới chuyện đó với chị thuốc thang đã ngắm một lát sau ông bảy tỉnh lại cô Hiền cứ về và lo việc nhà đi, tôi khỏe rồi, cảm ơn cô. Ông nói mấy câu mà buồn lòng, rồi chị lại lục đục vào bếp, nấu nồi cháo, rồi bảo cái du lát nữa đút cho ba nó ăn, rồi mới về. Vẻ mặt người đàn bà thoáng hiện lên nét buồn, có lẽ ông bảy chẳng biết vô tình hay là cố ý, chẳng nhận ra tình cảm của chị, nhưng đã bao năm nay chị vẫn vậy âm thầm và lo lắng cho hai cha con nhà nó. Và người đàn bà ấy là một lần nữa trao đi thứ tình cảm vốn chẳng được đáp trả. Thứ tình cảm xuất phát từ một phía đầy vô vọng. Tối đó, cây dù cũng thật lạ. Nó dám ngồi đó mà nói chuyện với ba nó như người lớn. Bà con thấy cô Hiền quý mến cha con mình thật sự. Hay là... Thôi con, mày còn nhỏ. Ông Như biết trước nó sẽ nói gì liền chặn ngang lời nói còn gian vợ của nó khiến nó xanh mặt sự băn khoăn như chẳng thể giấu được trên khuôn mặt đứa trẻ thơ bấy lâu nay ông chưa bao giờ nói nặng lời với nó cả chẳng một ai có thể yêu thương du hơn chính ông bởi nó cần một tình yêu thương đặc biệt và nhiều hơn những đứa trẻ khác xuống giọng ông nói tiếp nãy tao đã nghe thấy cô nói gì rồi nhưng mà trong ngôi nhà vách lá tranh đơn sơ người ta lại thoáng bắt gặp nét cặp ngừng trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn của một người đàn ông vốn trong tâm trí chẳng bao giờ thanh thản ông xua xua cái tay mà thôi mày lo mà soạn sách vở ngày mai còn đi học ông lại lơ đi cái chuyện đó như thế nhưng sau lần đó con bé cũng thoải mái vì đã một lần dám nói nó cũng mong cho ba nó tìm được hạnh phúc lắm chứ còn việc ông bà có chấp nhận hay không thì chẳng một ai đoán được. Sáng hôm sau, người ta xì xào to nhỏ chuyện gia đình ông tối hôm qua. Chắc có lẽ ai có quý, có mến ông là chuyện bình thường. Nhưng cái quan tâm đặc biệt như người đàn bà ấy thì chắc không ai có. Nên người ta là để ý. Dì Tư có lẽ như là một người chị thân nhất của ông Bảy. Thấy tình cảm của người ta như vậy, ông Bảy lại ốm đau thường xuyên vì chẳng đành lòng mà im lặng. Giờ mẹ nó đi như vậy chắc là không về rồi. Cái dù nó còn nhỏ, nó cũng cần được chăm sóc chứ chú. Thêm người thêm vui. Cô Hiền, cô ấy tốt tính, đã yêu thương cha con nhà chú. Chứ sao chú chẳng dám tiến tới. Nhếch môi cười chua chát, ông bảy nói như không thương lấy mình. Cô ấy tốt như vậy, nào đâu thể hy sinh vì tôi được cứ ừ, hai cha con tôi nương tựa vào nhau là đủ rồi gì à? Vậy là lại qua đi cái lần người ta cố gắng vun vén để xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc cho họ. Qua đi một cách tẻ nhạt vì không có được một cái gật đầu từ ông. Đây chẳng phải là lần đầu, chỉ là lần này những thứ người ta nên nói cũng đã nói hết ra cả rồi. Bầu trời ngoài kia vẫn xanh một màu xanh hy vọng nó giống như niềm hy vọng của người đàn bà tên hiền vậy mấy năm qua vẫn vậy dù cho không được đáp trả nhưng cô hàng xóm đặc biệt ấy vẫn quý trọng và dành tình cảm cho hai cha con nó đâu ai biết được cũng có thể niềm vui với cô hiền chỉ là được quan tâm tới người mình yêu mến dù cho thứ tình cảm ấy không được đón nhận còn ông mãi cũng đâu ai đoán được lý do khước từ ấy là gì cho đến mãi sau này ai nấy đều không ngừng băn khoăn vì sao ông bảy chẳng đi bước nữa người ta không chấp nhận hay là không dám chấp nhận có lẽ người đàn ông ấy chẳng muốn mình lại làm khổ thêm một cuộc đời một người nữa là cô con người ta đôi khi chẳng dám cho phép mình cái quyền được mưu cầu hạnh phúc vụ mùa tháng năm cũng sắp đến rồi người ta sẽ lại thấy hình ảnh người đàn bà thầm lặng chẳng nhờ mà đến thăng thoát bàn tay cắt những đùm lúa trên thửa ruộng của hai cha con nhà du câu chuyện thứ tư vòng xoáy tình yêu phải chăng cuộc sống luôn có những vòng xoáy vòng xoáy của những cám dỗ đời thường cuốn theo tình yêu mà chúng ta cứ mãi miết kiếm tìm hai giờ sáng cô tỉnh dậy chợt nhận ra mình đang thức cái căn phòng vốn ấm áp khi có anh bên cạnh giờ tan biến. Cái hạnh phúc ấy trôi nhanh như một phiên đá thả vào cốc nước chè trong những ngày hè nóng nực, trống trải lạnh lẽo, trong cái sự tĩnh lặng của màn đêm bao phủ. Bất giác, nỗi cô đơn xâm chiếm lòng người như nước biển mặn lấn sâu vào đất liền, từng chút từng chút mặn mồi mà chua chát. Cô cầm chiếc điện thoại ấn những con số quen thuộc như một chàng nghệ sĩ thật thụ lướt nhẹ những ngón tay trên phím đàn. Hồi hộp, đợi chờ, mong mỏi được nghe đâu đó một giọng nói quen thuộc mà ấm áp. Anh đang ở đâu thế? Em chưa ngủ à? Em cố gắng nhắm mắt lại và ngủ đi, một chút nữa anh sẽ về. Đơn giản thế thôi, để lòng mình cảm thấy ấm áp một chút. Nhưng cái sự mong ngóng của một người vợ bị màn đêm yên tĩnh, tối ôm, rút chửng. Chỉ còn lại tiếng máy chút dài trong vô tận. Thất vọng cái thất vọng của một người vốn có suy nghĩ dễ dãi và tin tưởng dành cho một người đã làm cho một người sống vô tư một cách rộng rãi còn một người cứ hồn nhiên suy nghĩ 4 giờ sáng cô ngồi dậy kéo nhẹ tấm chăn phủ kín người như muốn tự mình sưởi ấm cho trái tim cái bóng dáng quen thuộc ùa vào nhà im lặng cái tĩnh lặng đến nghẹt thở với tay bật công tắc điện anh thả mình xuống ghế nhưng bỗng khựng lại trước tờ giấy A4 trắng được trang hoàng những nét chữ thanh nhỏ nhắn đặt ngay trên bàn uống nước. Cái gì phút ấy làm trái tim anh nghẹt thở, nhưng nhanh chóng anh lấy lại bình tĩnh bước vào trong căn phòng nhỏ. Người con gái anh yêu thương nằm quay mặt vào trong, nhưng cái dáng ngủ khắc khổ đến kỳ lạ. Anh đứng đó rất lâu và rồi trong khóe mắt bỗng cay xè. Núi tiếc sự tiếc nuối muộn màng nhưng chẳng thể thay đổi được bởi vì anh đã đổi thay quá nhiều nhìn lại bản thân mình anh thấy hối hận mấy tháng ròng này anh sống một cách buông thả đến sợ hãi những cuộc vui thú bên bạn bè những đêm thức trắng với những con bài vô nghĩa không biết những thú vui tầm thường ấy đã lấy hết đi thời gian quanh từ lúc nào một cái tin nhắn một cuộc điện thoại cũng trở nên xa xỉ đối với người anh thương yêu đó là cái kết cho những gì mà anh đã tự mình đánh mất. Anh lặng lẽ bước ra phòng khách, cầm bút ký một mạch, rồi ngã người xuống ghế lông. Người đàn bà cách anh có vài bước chân ấy giờ tan biến, nó tăng nhanh như bọt biển mỗi khi có đợt sóng tràn vào. Anh với chiếc gối ôm như muốn vội yêu thương quay về để thấy lộc mình còn chút ấm áp, rồi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào chẳng hay tờ giấy vẫn nghiễm nhiên nằm trên bàn đầy tự tin ngạo nghễ cô đã đứng cách anh không xa dõi theo khẽ cười cái cười của sự chua chát sớm hôm sau cô gấp tờ giấy nhỏ bỏ vào túi sách đi cái không khí của sớm mai se lạnh táp vào mặt vào da thịt cô đầy kiêu hãnh và ngạo nghễ làn sương mỏng khẽ hờ thức giấc tan dần vương động lại trên những cành cây ngọn cỏ và trên cả mi mắt cô mắc lạnh. Ngồi tựa vào lưng ghế đá, cô ngước nhìn cuộc sống xung quanh, tưởng như tẻ nhạt, nhưng lại sống động vô cùng. Hình ảnh của một bà lão dắt tay ông già đi tập thể dục buổi sáng, vui vẻ chuyện trò, làm lòng cô xe sắt. Cái xe sắt của lòng người đánh thức yêu thương trong cô. Chưa lúc nào cô cảm thấy cần anh như lúc này. Dường như sự sống tình yêu lại một lần nữa đâm nở trong trái tim cằn cỗi nó như mạch nước ngầm trong mát làm lòng cô dịu nhẹ một tiếng chim hót trên vòm cây một vài chiếc lá lìa cành xoay mình trong không trung vô định trở về với đất tất cả như mới bắt đầu cô đứng dậy rẽ sang một lối khác và quên mất dự định ban đầu cùng tờ giấy vẫn nằm gọn trong túi đi tắt đến chợ mua đồ ăn rồi về nhà anh vẫn ngủ như một đứa trẻ no sữa mẹ cô nhanh chóng thay quần áo rồi vào bếp. Mua thức ăn thơm phức, đánh thức cái bụng đói cồn cào vì miên rượu đêm qua tứ ướt đẫm của anh. Anh dụ mắt như không tin vào mắt mình. Cái hình dáng đêm qua, anh nhìn thấy giờ tư tắn đến lạ thường. Anh vội nhìn xuống bàn, thấy chỉ còn cây bút trống không nằm rộng rãi. Lòng chợt sợ hãi, không biết đêm qua mình đã làm cái quái gì. Bao câu hỏi dụng dập Cô quay sang nhìn anh nở nụ cười đầy yêu thương. Anh dậy rồi à, có mệt không? Anh vào tắm rửa thay quần áo, rồi ra ăn sáng, không ngồi hết bây giờ. Anh làm theo như một cái máy, nhưng trong đầu ngổn ngang bao suy nghĩ. Phải chăng mình đã cởi tự do cho cô ấy? Phải chăng đây là sự ân xá cuối cùng dành cho mình? Nhưng dù thế nào thì mình cũng phải nắm lấy dù cơ hội mỏng manh. Anh bước ra khỏi phòng tắm đến bên ôm vợ tươi cư cười hôm nay bà xã cho anh ăn món gì món đặc biệt của tình yêu anh hốt hoảng trong suy nghĩ chẳng lẽ là kết thúc nhanh vậy sao nhưng kịp trấn tĩnh mình cũng có thể là một bắt đầu mới lâu rồi vợ chồng mình không đi đâu đó ăn xong hôm nay chồng mời vợ đi chơi nhất trí thôi lâu lắm rồi mới thấy cô cười nhiều và vui vẻ như vậy. Phải chăng cuộc sống luôn có những vòng xoáy? Vòng xoáy của những cám dỗ đời thường cuốn theo tình yêu mà chúng ta cứ mãi miết kiếm tìm. Những ngày tiếp theo không ai nhắc đến tờ giấy A4 tối hôm nào nữa và nó đã được cô cất kỹ vào một cái hộp nhỏ xinh xắn bỏ dưới đáy tủ. Cái hạnh phúc ấy chính cô đã gần đến mức giờ vẫn chảy chẳng thể lai chuyển nổi dường như chỉ khi nào con người ta thật sự gần đánh mất những thứ mình yêu quý, trân trọng thì mới biết gìn giữ. Câu chuyện thứ năm Mùa thương nhớ Chiều vấn mình trong vạt nắng hanh thách màu mật ong, lũ trâu ị ợp dưới nước lên bờ phẩy nước xì xẹt, thông thả bước đi. Thỉnh thoảng gặm vài ngọn cỏ đang phơ phơ trong gió, ngón nghén ngay cái trúc cứ ngân ngẩn đứng nhìn đàn vịt nghịch ngợp mò róc rịch rạp bờ mương thỉnh thoảng lại vỉa vãng vào cả những khóm lúa chẳng biết nó có kiếm được gì không mà cần mẫn đến lạ nhanh chân lên hai đứa trên con đường bê tông hăm hẳm cái đống râm răng trong cái dép nhựa đã mòn dẹt đến tận gót chúng phước phải bước vào chùa mùa vu lan chùa đông hơn ngày thường theo truyền thuyết lễ phù lan xuất phát từ lòng hiếu thảo của Bồ Tát Mục Kiền Liên Đại Hiếu Cứu Mẹ. Theo kinh Phu Lan thì ngày xưa khi Bồ Tát Mục Kiền Liên tu thành chánh quả, lúc tự nhớ tới mẫu thân đã dùng phép thần nhìn khắp trời đất, thấy mẹ mình vì gây nhiều nghiệp ác nên phải sanh vào ngạ quỷ, bị đối khắc hành hạ rất khổ sở. Ông đem cơm xuống tận cõi quỷ dâng lên cho mẹ mình. Nhưng do đói khát lâu ngày nên khi ăn mẹ của ông dùng một tay che bát cơm của mình đi, không cho các cô hồn khác tới tranh cướp. Vì vậy thức ăn đưa lên miệng đã hóa thành lửa đỏ. Mục liền quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ và được Phật dạy rằng dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương trời mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng 7 là ngày thích hợp để cung thỉnh chư tăng hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó. Làm theo lời Phật dạy, Mục Liên đã giải thoát được cho mẹ mình. Phật cũng dạy rằng, chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này mà làm. Lễ Phu Lan thường được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, là một ngày lễ lớn của Phật giáo để tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ. Việc cúng rằm tháng 7 bao giờ cũng phải cúng ở chùa trước rồi mới đến cúng tại nhà ngày lễ này thường được làm vào ban ngày, tránh làm vào ban đêm khi mặt trời lặn. Ở nhà chùa thường tổ chức lễ hoa đăng, tụng kinh vu lan vào buổi tối để giúp tăng ni Phật tử tỏ lòng báo hiếu với đấng sinh thành của mình. Người dân cũng làm lễ cúng cô hồn vào ngày này để giúp đỡ những linh hồn đói khát. Trên mâm cúng thường để tiền vàng và những vật dụng cho người cõi âm để ở ngoài trời trước sân nhà. Sau khi cúng xong, thường kêu trẻ con lối sớm tới cướp xôi bỗng oảng tượng trưng cho những cô hồn cũng trong lễ này nếu ai đó còn mẹ sẽ được cài một bông hoa màu hồng lên áo ai đã mất mẹ thì cài hoa trắng người cài hoa trắng sẽ thấy như một sự nhắc nhở sẽ chia không bao giờ quên ơn cha mẹ người được hoa hồng sẽ sung sướng vì biết rằng mình còn có mẹ lặng lẽ mỗi người một việc sư thầy ngồi chính điện đang tụng kinh ba chị em sắm lễ đi các nơi khấn vái rồi quay lại khu nhà chờ, ngồi nhìn ra cánh đồng lúa xanh tích tắc, nâng nước mùa sữa. Mùa sữa chúng đã hít hà bầu ngực của mẹ, giờ phương vứt ráng ngập. Mẹ, mẹ về rồi À? Đã nhiều lần trong mơ, chúng tí tích gọi, rồi bừng dậy à khóc. Không biết nước mắt ở đâu mà như lũ. Những cơn lũ cứ lừng lửng xuất hiện, cuốn phân tất cả những thứ trên đường nó đi qua. Nhưng không hiểu sao, chẳng thể nào quyết được hình ảnh của mẹ, quyết sạch nỗi nhớ cha mà càng làm cho nỗi nhớ sâu hút hấm như cái hố cát ngoài về sông. Cái hố lấp bao nhiêu năm tháng cũng vẫn không đầy nổi. Cái hố ác ý mà dân làng vẫn nói. Cha mày đánh nhiều cá nên bị hà bá bắt đi. Làng trên sớm dưới, ai bị tụt xuống hố không lên được. Họ lại rao rảo chỉ tay thẳng vào mặt chị em tôi mà gào thét. Bố mày làm ma mà ác quá, sao cứ phải kéo người khác xuống mới yên hả? Những lời trao chát cứ gây ngán nơi cổ họng mà chị em tôi dù nhiều lần cố nứt lên cho tôi tụt xuống mà vẫn không thể nào xuống được. Nhiều lần tôi nghĩ, sao bố mẹ không cho chúng con theo cùng? Nhưng ý nghĩ ấy vụt tắt khi thằng Nghĩa đột nhiên kêu choáng đau đầu rồi ngã lăn ra giữa nhà nó không phải bị trúng gió để đi vặt lấy nắm khúc tầng đầu ngõ giả ra rang cám nóng lên cho vài giọt dầu hỏa vào để đánh nữa cũng chẳng phải cảm nắng mà mang bệnh của cô nhà giàu ung thư máu quay ra quay vào cũng chẳng có gì đáng giá để mà bán đi ngoài cái căn nhà nắng cứ tên tệnh khí chơi và mưa cứ tông tỏng nhỏ vào các son nồi xô chậu tộc tộc ở rì làng nhưng bán cũng chẳng có ai mua Vì họ bảo Nhà tôi có dớt Và hàng đêm tôi lại ước Con Bụt hiện ra cứu lấy em tôi Chỉ cần cứu được nó Tôi chết cũng được Nhưng ông Bụt chỉ có trong chuyện cổ tích Làm gì có ông Bụt ở đời thường Cái hơi thở của thằng Nghĩa Cứ ngày một gấp lại Người co dính Một bát cháo lều thều vài hạt gạo Mà nó cứ nhấp nhẫn không ăn cho mưa vẫn dấm dẫn không dứt. Thằng Nghĩa đau đớn nằm cuộn mình một góc giường. Những người hàng xóm tức tuổi chạy sang cho chị em tôi nải chuối, củ khoai, cân lạc rồi lại vội vã về. Cánh cổng tre chỉ để đủ một người lách qua giờ kêu rèn rẹt, rẹt một hồi dài. Người đàn ông và một cô gái nhỏ bước vào căn nhà. Dường như có một luồng ánh sáng lấp lánh trong cơn mưa ù vào nhà. Các căn nhà sáng lên ấm dần ông cứu em cháu với ông ôm lấy tôi nghẹn nghẹn sau khi hỏi han về hoàn cảnh cũng như bệnh tình của nghĩa ông bế nó ra xe cô gái đi cùng giục tôi đi gửi em nhà hàng xóm và đi đến bệnh viện cái mùi bệnh viện làm tôi gắn ván người qua lại tấp nập tiếng ông trầm ấm chúng ta cùng cố gắng và hãy hy vọng về điều tốt đẹp nhất những ngày đầu chúng tôi có thể giúp được đứa trẻ nhưng bệnh này phải có cả một quá trình thời gian điều trị. Bỏ tiền ra, đếm đi đếm lại, vẫn chẳng đủ cho lần truyền hóa chất tiếp. Cô gái bực mình vì thẻ bảo hiểm vẫn chưa được phát huy tác dụng. Có lúc cô gái nghĩ, Mình, ông và lũ trẻ chả có mối quan hệ gì, hay là thôi kệ chúng nó. Nhưng bản thân lại nhanh chóng nhắc nhở, đã giúp thì giúp cho trọn tình trọn nghĩa. Và điều quan trọng là chúng còn có mỗi một cái cọc là chúng tôi để bấu phiếu. Giờ chúng tôi biến mất, chúng biết làm sao. Chả nhẹ hết cách, hết cách thật. Trong phút chốc, cô gái nghĩ cần phải truyền tải câu chuyện về đứa trẻ đến cho mọi người. Sau khi câu chuyện được truyền tải, từng sợi tơ yêu thương trải dài khắp mọi miền đất nước, trải tràn về ngôi nhà nhỏ. Đầu thằng Nghĩa trọc lông lóc như bình vôi do truyền hóa chất. Nó đội cái mũ lùm sụp giữa mùa hè thỉnh thoảng lại bỏ lấy tay sờ sờ như người ta lần tìm một cái gì đó rất mong manh. Cuối cùng, đôi môi nó cũng giãn nở, những nếp nhăn hai bên ven vén một nụ cười. Nụ cười dù có cố gắng đến mấy, người ta vẫn thấy những nốt khuyết của sự buồn. Tiếng mỏ chuông vẫn đều đều trong tiếng kinh Phật, cây gạo nghiêng mình trao cháo, gọi lũ chim mà chúng thì cứ mãi giết bay phương vưỡng trên bầu trời xanh thăm thẳm.